Xin chào, nó chào anh em. Trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để làm sao đó chúng ta có thể nuôi được tài khoản Instagram hàng loạt bằng một cái tool rất an toàn. Và đặc biệt hơn nữa đó thì nếu như bạn quan tâm về cách làm sao đó chúng ta có thể nuôi được tài khoản Instagram số lượng lớn, hoặc là chúng ta có thể làm thế nào đó để chúng ta có thể là nuôi được nó bằng cách hoàn toàn tự động mà chúng ta không cần phải bật máy tính hay bằng điện thoại lên suốt ngày để chúng ta bấm follow hoặc chúng ta đăng bài post. Và trong cái hướng dẫn này nó sẽ có thể nó sẽ dài một chút đó, và nó sẽ giúp cho các bạn biết cách làm sao đó nha, để chúng ta có thể tự động đi follow người khác, tự động để làm sao đó unfollow khi mà nó đầy follow rồi, tự động để làm sao đó nó tự động đi like bài post của những cái người mà chúng ta đã follow, hay là làm thế nào đó để chúng ta có thể lấy được bài post của đối thủ để chúng ta tự động bot lên bài viết của chúng ta. Đó, dựa vào những cái đối thủ mà chúng ta đã lựa chọn có sẵn ngay từ đầu, hay là nó sẽ làm thế nào đó để chúng ta có thể là tự động đi coi cái view store, cộng tự động coi cái store của người khác để làm sao đó nó cá nhân hóa và nó giống con người hơn. Đó, thì nếu như bạn quan tâm về cái video này thì đừng quên bấm một nút like video. Đó, và Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A đến Z để các bạn có thể là làm sao đó chúng ta có thể sử dụng được cái tool để nuôi được tài khoản Instagram hoàn toàn tự động, và nó có thể nuôi được số lượng lớn để chúng ta có thể gia tăng được cái số lượng lên chúng ta bán hàng. Đó, bạn hình dung mà xem. Ví dụ nhá, bây giờ chúng ta có một cái cột mốc đó là 10.000 lượt follower thì chúng ta sẽ ra được đơn hàng đều đặn. Thì bây giờ là giả sử đi, chúng ta nếu như bây giờ mình chỉ nuôi một tài khoản thôi thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để chúng ta xây dựng, đúng không nào? Nhưng điều gì sẽ diễn ra nếu như các bạn đã nuôi 5 tài khoản, mà 5 tài khoản này mỗi tài khoản 2.000 lượt follower thì có phải là chúng ta đã được 10.000 lượt follow, đúng không nào? Thì chúng ta nuôi khoảng 2 tháng là chúng ta được 2.000 mỗi tài khoản rồi, là chúng ta đã được là 10.000 lượt follower sau vòng 2 tháng. Nhưng điều gì sẽ diễn ra nếu như bây giờ chúng ta không phải là nuôi 5 tài khoản mà bây giờ các bạn nuôi một lúc 10 tài khoản thì thành như thế nào? Ok chưa? Đó, thì có phải là mỗi một tài khoản chỉ cần 1.000 lượt follower thôi là chúng ta đã đạt được cái chỉ tiêu rồi. Và trong cái video ngày hôm nay thì để Sơn hướng dẫn cho các bạn đó, thì lúc đó thì mình cũng đã có một thời gian để mình trải nghiệm, mình test với cái tool này xem thứ nhất nó có an toàn hay không, nó có khiến cái tài khoản của chúng ta bị gặp cái vấn đề hay trục trặc gì hay không. Đó, cái điều số 2 đó là mình cũng đã test qua rất là nhiều những cái tool khác nhau rồi đó, những cái tool trả phí có, tool miễn phí có đó, và mình đã phải trả rất là nhiều tiền để mình có được cái kỹ năng và mình lựa chọn được những cái tool tốt nhất, và sau đó thì mình review lại cho các bạn ở đây. Và nếu như bạn quan tâm và sử dụng cái tool này như thế nào và cái đường link đăng ký ở đâu thì bạn hãy bấm vào đường link mô tả bên dưới video này của Sơn nhé. Đó, tại vì sao, nếu như bạn search ở trên Google thì có thể là các bạn sẽ tìm ra những cái trang web nó không chính thống đó, hoặc có là cái đường link nó thay đổi thì Sơn sẽ dễ dàng thay đổi ở đoạn mô tả video này, được chưa? Đó, nên các bạn bấm vào đường link phía bên dưới video thì Sơn có để lại cái đường link để các bạn có thể đăng ký vào tài khoản đó. Đó, thì bây giờ này, đây là cái mà giao diện đó, mà sau khi mà đã đăng ký xong rồi thì giả sử đi bây giờ các bạn đã đăng ký được không, thì bây giờ chúng ta đã vào được trong cái giao diện ở bên trong. Còn cái đăng ký thì nó quá dễ rồi các bạn đó, chúng ta bấm vào nút sign up là chúng ta có thể hoàn toàn cái việc đăng ký. Và đây là cái thời điểm mà Sơn đang nuôi thử đây, thì Sơn đang thử test trên 7 cái tài khoản, và trong đây thì có tài khoản mới cũng có, tài khoản cũ cũng có, tài khoản lâu năm cũng có, mà tài khoản mới tạo cũng có. Và tất cả những cái tài khoản ở đây đều là những cái tài khoản demo đó, chứ không phải là những tài khoản thực sự đó. Những cái tài khoản mà thực sự thì Sơn xin lỗi với các bạn, bởi vì Sơn sẽ không có thể nào mà show ra trước nhiều anh chị em để các bạn có thể là coi được tại đây đó. Nếu như có gì thì chúng ta có thể là vào trong cái lớp học chuyên sâu và Clickbank chuyên sâu, đúng không nào? Còn ở bên ngoài này thì Sơn chỉ có thể nào mà show cho anh em những cái tài khoản mà Sơn đang demo đây. Thì các bạn thấy này, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tài khoản mà Sơn đang nuôi ở trên cái tool này, và nó hoàn toàn tự động. Khi mà Sơn tắt cái tài khoản này đi rồi, Sơn tắt máy rồi thì nó vẫn tự động nó nuôi chúng ta. Đấy, thì có phải là đúng cái bài toán, ví dụ như bây giờ mình làm được 10 tài khoản, mỗi tài khoản được 1.000 lượt follow, thì có phải là các bạn đã làm 1.000 lượt follow nhanh không? Có rất nhiều học viên cũng có nói với Sơn rằng bây giờ làm được khoảng 10 ngày đã được 1.000 lượt follow rồi các bạn. Đó, nếu như bây giờ một tài khoản của bạn nó tăng lên khoảng được 100 tới 150 lượt follow một ngày đi thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt được là khoảng 1.000 lượt follow sau 10 ngày, đúng không nào? Đó, 10 sau 10 ngày, hoặc là chậm nhất thì bây giờ Sơn trong một tháng đi, thì nếu như bây giờ các bạn có 10 tài khoản mà mỗi một tài khoản là 1.000 lượt follow thì các bạn đã đạt được 10.000 lượt follow rồi. Nên hãy nhớ này,
nếu như tại sao bạn chưa ra được đơn hàng. Đó, đơn giản thôi, bởi vì các bạn chưa đủ với số lượng người follower, đúng không? Nên các bạn chưa có bán được hàng. Nhưng nếu như bây giờ các bạn có được khoảng 10.000 follow trở lên rồi thì lúc này đơn hàng nó ra đều đặn. Ok, thì bây giờ vào đề luôn nha các bạn. Ở đây Sơn sẽ bấm thử vào những cái tài khoản này để các bạn thấy này. Tới điểm hiện tại là mình vào những cái tài khoản này thì tất cả tài khoản nó đều sống nha. Đó, tất cả những tài khoản sống sót đấy, bài post thì nó tự động nó đăng lên cho chúng ta, thì tương tác like rất là tốt, đúng không nào? Đó, thì đây là một trong những cái tài khoản mà mình đang demo, được chưa? Mình đang demo đấy. Ok chưa nào các bạn? Đang demo nhá. Đây là tài khoản này mới tạo này, tài khoản vừa nãy thì đã tạo được một thời gian rồi. Đấy, sau đó nó tự động nó gấp bài cho chúng ta, nó tự động nó đăng bài lên, được chưa? Đó. Tự động đăng bài lên cho chúng ta. Đấy, thì rất là tuyệt vời, và tất cả những cái tài khoản này thì nó vẫn còn đang sống. Thì lâu lâu ví dụ trường hợp nó sẽ có một cái là ví dụ là bây giờ Sơn đăng nhập trên quá nhiều thiết bị đi. Lúc thì đăng nhập trên điện thoại, lúc thì đăng nhập bằng máy tính, lúc thì đăng nhập bằng tool, nên lâu lâu nó sẽ yêu cầu là chúng ta cần phải check bằng số điện thoại. Nên cái này các bạn cần phải lưu ý một cái điều duy nhất, đó là khi mà tạo á thì tạo tài khoản bằng số điện thoại nha, đừng có tạo bằng Gmail. Các bạn chịu khó đầu tư một chút, đừng có sử dụng số điện thoại ảo, không, bỏ qua cái việc là sử dụng số điện thoại ảo đi. Bởi vì sao? Sau này cái tài khoản của bạn có thể tăng lên được 10.000 follow, 20.000, 50.000 được follow, thì lúc này các bạn có cái SIM số điện thoại nó rồi, các bạn nếu như nó có yêu cầu các bạn nó checkpoint thì các bạn có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Nên nếu như bây giờ các bạn sử dụng số điện thoại ảo là chắc chết luôn. Đó, sau đó thì các bạn đã điền thêm vào là email, số điện thoại và thông tin cá nhân của bạn đầy đủ hết đi, thì sau này nó có bị checkpoint gì đó thì các bạn mở nó rất là nhanh. Ok chưa các bạn? Giống như nó chỉ là xác nhận lại số điện thoại của bạn thôi. Rồi thì bây giờ là Sơn sẽ đi vào cái phần review nhá. Đó, nói cái phần đó thì các bạn hãy nhớ ghi chép lại, bởi vì cái phần này rất quan trọng, không? Nãy giờ là Sơn đang đi rất là đúng hướng đó các bạn. Được chưa? Thì bây giờ Sơn sẽ review này. Ở đây là cái thanh menu nhá, thanh menu này. Thì trong video này thì Sơn sẽ review cho các bạn những cái tính năng như sau. Đầu tiên này, đó làm sao đó chúng ta có thể auto follower, tự động đi follow người khác thay vì chúng ta cần phải login vào 10 tài khoản, sau đó 10 tài khoản này đi follow từng người, đúng không nào? Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng một lúc 10 tài khoản này nó tự động đi follow chúng ta luôn, tự có thời gian ngắt nghỉ giữa chừng, tự có thời gian đi ngủ giống như một người thật đó, và nó không phải là lúc nào nó cũng ngủ nó follow, hay là cùng một lúc nó follow một thời gian rất là nhanh để bị chặn. Đó, thì nên cái tool này nó rất là thông minh. Thì các bạn có thể là sau khi xem xong video này thì các bạn khuyến nghị các bạn nên sử dụng cái tool này rất là tuyệt vời nha. Đó, và nếu như các bạn đề xuất các bạn nên nâng cấp cái tool này lên là cái tool trả phí thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng được 16 tài khoản mà full tính năng hết. Mà trả phí như vậy thì các bạn trả khoảng 22 đô. 22 đô thì mỗi một tài khoản chúng ta chỉ chi ra đâu đó khoảng 1 đô la cho một tài khoản một tháng thôi. Thì nó rất là rẻ, và nó sẽ giúp cho các bạn, giả sử đi, một tháng đó các bạn chỉ bán bèo nhất là một đơn trên một tài khoản thôi thì các bạn đã lãi rất là nhiều rồi, được chưa? Rồi thì cái tính năng đầu tiên mà Sơn sẽ review cho các bạn là auto follow này. Tính năng auto unfollow thì nó quá dễ rồi thì mình không có nói về cái này. Đó, thì mặc định là các bạn biết sử dụng auto follow thì các bạn sẽ biết sử dụng auto unfollow, ok chưa nào? Rồi tiếp theo đó là tính năng auto like. Nó sẽ tự động đi like những cái bài post của những cái người trong cái hashtag mà chúng ta đưa ra, hoặc là những người mà đã follow chúng ta, hoặc là những cái người mà chúng ta đưa ra cho phép ngay từ ban đầu. Chúng ta muốn like những cái bài post của ai thì chúng ta sẽ đưa vào đây, gấp vào đây là được nhá. Tiếp theo này, auto comment. Cái tính năng auto comment thì nó quá bá đạo đi các bạn. Bạn hình dung như vậy này, cái một người họ rất là tiềm năng nhưng chúng ta chưa follow họ, thì bây giờ chúng ta chỉ cần vào bài post của họ, chúng ta comment vào bài viết. Các bạn thấy nhiều người người ta làm Instagram mà thông minh các bạn. Họ vào comment vào cái bài post của những cái người mà làm trong ngành, trong ngách. Đó, và sau đó thì họ comment, và thậm chí là rất là nhiều những người khách hàng ở trong cái thị trường đó, trong cái bài post đó, họ nhìn thấy cái bài comment của chúng ta và sau đó họ follow ngược lại của mình và họ đưa ra quyết định họ mua hàng. Đó, thì dĩ nhiên cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái mà các bạn cần phải tư duy thêm để chúng ta sử dụng cái content như thế nào nhá. Thì trong video này thì Sơn sẽ không thể nào mà hướng dẫn cho các bạn là sử dụng content như nào được, được chưa? Rồi tiếp theo này, auto DM. DM ở đây là viết tắt là direct message, có nghĩa là chúng ta sẽ gửi tin nhắn cho những người follow mới. Đó, thì cái này là quá bá đạo luôn. Nếu như cái tính năng auto comment bá đạo một thì cái auto mà DM này nó bá đạo gấp 10 lần các bạn. Đó, và rất nhiều học viên trong lớp chuyên sâu Sơn chỉ cho các bạn nó từng ly từng tí từng chút một, ngay cả cái content viết như thế nào đấy, thì sau đó các bạn nó đi gửi tin nhắn
cho những người mới follow này, và ngay khi mà tài khoản mới thôi, mới toanh thôi, tài khoản chỉ có khoảng 200, 300, 500 follow thôi là ra sale rồi các những bạn. Bạn ấy tuyệt vọng là tài khoản khoảng 500 follow ra sale rồi, nên nếu như các bạn biết sử dụng auto DM này thì nó còn ngon hơn gấp mấy lần chúng ta đi chạy quảng cáo. Được chưa? Các bạn có 10 tài khoản đi, các bạn đã chạy và nó ra được rất nhiều, ra rất là nhiều lượt click vào vào trong cái trang mua hàng của chúng ta. Đấy. Cái auto DM này thì một là chúng ta có thể là chỉ là chào để giới thiệu về bản thân mình thôi, để tạo được cái thiện cảm với cái người mới follow mình. Hoặc hai là chúng ta có thể đẩy thẳng với landing page. Landing page là một cái trang để chúng ta thu hút được email và sau đó chúng ta chăm sóc, sau đó bán hàng. Hoặc cái số 3 là nếu như bây giờ các bạn muốn ra nhanh ra sale, các bạn bán thẳng, đẩy thẳng về cái sales page luôn cũng được nhá. Thì trong video này mình chỉ review cho các bạn tính năng thôi, còn làm nó như thế nào, content làm nó làm sao thì chắc mình sẽ phải hẹn bạn ở trong cái lớp chuyên sâu, bởi vì mình sẽ không có quá nhiều thời gian để mình chia sẻ điều này được. Rồi tiếp theo này, auto direct ở đây thì nó cũng giống như auto DM, nhưng ở đây auto direct có nghĩa là nó sẽ gửi cho những cái người mà đã follow mình rồi, và hoặc là chúng ta có thể lựa chọn là những cái người mà họ chưa follow, nhưng chúng ta sẽ lựa chọn một cái nhóm người cụ thể được luôn, được chưa? Thì auto direct này thì nó sẽ thiên hướng về spam nhiều hơn. Nên bởi vậy, ví dụ như bây giờ các bạn tạo ra 10 tài khoản, 20 tài khoản, 30, 50, 100 tài khoản, chúng ta sử dụng auto direct ở đi. Đó, nhưng ở đây thì mình không có nói về cái điều này, được chưa? Mình chỉ giới thiệu cho các bạn tính năng và tùy vào cái mục đích mà bạn sử dụng thôi nhá, được chưa? Tiếp theo này, đó là auto repost. Thì cái này là một trong những cái điều mà mình cảm thấy quá tuyệt vời. Bởi vì sao? Ví dụ như bây giờ mình không có thời gian để mình chăm những cái tài khoản Instagram mình, và nó sẽ tự động nó gắp bài của đối thủ mà mình đã lựa chọn nó từ ban đầu rồi. Sau đó nó tự đi tìm những cái bài post ok nhất, sau đó nó tự động nó post lên bài viết của chúng ta. Giả sử đi, ở đây nhé, cái tài khoản Instagram này của Sơn này, và sau đó thì nó tự động nó tìm được những cái bài post đó, và nó hiệu quả. Đấy, cái tài khoản này thì mình chẳng có nuôi nên nó tương tác nó không cao đấy các bạn. Đó, giả sử đi, nó rất là nhiều câu nói hay, ví dụ này, đây này, 1% may mắn, 1% tài năng và 98% không bao giờ bỏ cuộc, là 100%, đây là công thức của 100% sự thành công. Đó, nó gấp cho mình rất là nhiều những cái bài post cực kỳ hay. Ví dụ đây là một cái ngày của một cái người doanh nhân, đó, 7 giờ sáng uống một ly nước chanh, sau đó là lên cái lịch cho post cho Instagram, sau đó thì gửi thư email và cho những cái khán giả của họ đó. Thì tất cả những điều này nó quá tuyệt vời đi, mình thấy nó tự động hết ra cho mình thì mình không cần phải làm gì hết các bạn. Đó, quay lại nhá, thì ở đây nó chính là auto repost. Chút nữa thì mình sẽ đi vào từng tính năng nhỏ, bây giờ mình sẽ review hết cái hàng này cho các bạn nhá. Rồi tiếp theo này, auto view store, view story. Thì nhiều bạn không biết là view story là cái gì, thì bây giờ mình đã thử cho các bạn xem này. Bây giờ nếu các bạn nó ra cái phần trang chủ ở đây này, thì các bạn nó sẽ nhìn ở phía trên này này, phía trên này đó, hoặc là phía bên dưới này này đó, thì cái tin nó chính là cái story. Cái Facebook nó cũng có cái tính năng này nha các bạn, đó, nó gọi là cái story đó. Thì khi mà nó sẽ coi cái story này cho chúng ta này, đó, nó sẽ đi coi cái story và nó sẽ hoạt động giống như một người thật vậy các bạn, giống như một người thật. Thay vì bây giờ, ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ đi like, đi follow thôi, thì nó như kiểu chúng ta đang sử dụng bằng tool vậy đó, nó sẽ xuất hiện ngay. Nhưng khi mà chúng ta đi coi cái story này, nó coi hết story này, story kia, nó coi tối ngày vậy đó, thì nó sẽ cảm thấy giống như là à, đây là tài khoản người thật, nó vừa có like, vừa có đi follow, vừa có đăng bài post và vừa có đi coi story, thì nó sẽ uy tín hơn rất là nhiều. Nên trong video này các bạn phải coi thật là kỹ nha. Cái phần tiếp theo mới là một phần rất quan trọng đó nha. Các bạn bỏ lỡ đi thì chắc chắn bạn sẽ không biết cách nuôi tài khoản như thế nào đâu. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ đi vào sâu và chi tiết hơn này. À, đây có thêm một cái phần nữa, đây là cái phần là statistic này. Đó, các bạn bấm vào phần này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được tất cả những tài khoản tổng quan của chúng ta. Được chưa? Còn cái phần ở đây, những cái số này là cái gì? Đây là những cái chuỗi ngày, ví dụ là trong 7 ngày gần nhất, 14 ngày, 21 ngày, 30 ngày và tất cả các ngày trọn đời. Đó, thì nó sẽ thể hiện nó hết trên cái bảng này. Được chưa? Ví dụ như bây giờ mình đã thử search thêm một vài cái tài khoản ở đây của mình nhá. Nó sẽ thể hiện là chúng ta một bảng thông báo này trong 7 ngày qua. Đó, cái tài khoản này mình mới có add vào thôi nhá. Nó tự động cho mình là 64 lượt đi follow người khác, 33 lượt like và 20 bài repost. Đấy. Thì cái này mình đang test nó nha các bạn, đang test nó nha. Mình chưa sử dụng cái tính năng là auto comment và chưa sử dụng tính năng là auto unfollow, cũng chưa sử dụng tính năng là gửi tin nhắn. Đó. Nhưng những cái tính năng thì quá tuyệt vời rồi.
những tài khoản mới thì mình chưa có muốn dùng thôi. Đấy thì nó sẽ thể hiện ra này. Đó, đây là những lượt follower của chúng ta này, đây là số lượng người chúng ta đi follow này, đây là số bài post tổng này. Đó, sau đó chúng ta kéo ra đây này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái biểu đồ nó sẽ tăng lên lượt follow lên. Đấy. Ok. Đây là số lượng bài post được nhiều tương tác nhất trong 10 bài post gần nhất. Sau đó chúng ta kéo xuống này, nó sẽ thể hiện ra một chuỗi thời gian cho chúng ta. Đó, kèm theo là số lượng mà follower tăng lên mỗi ngày. Và bên cạnh đó là following tăng lên mỗi ngày. Rồi và sau đó là số lượng bài post được post lên mỗi ngày bằng cái tool này. Bằng cái tool này nha các bạn, được chưa? Thì nó thể hiện lên hết trên cái phần đo lường ở đây. Khi mà chúng ta muốn coi tài khoản khác thì chúng ta sẽ coi từng tài khoản đây. Nó sẽ đo lường cho chúng ta nha các bạn. Rồi thì bây giờ là mình mới đi vào cái tính năng đầu tiên. Video này thì khá dài. Và các bạn để ý thời gian gần đây thì mình đang tập trung vào và mình đang đi vào cái hướng là giúp cho các bạn đi vào những video dài để các bạn ra được kết quả, chứ không phải là mình nói chỉ là giới thiệu không, sau đó thì tự các bạn đi tìm hiểu, mà mình muốn là mình đã giới thiệu rồi thì mình đi sâu vào vấn đề luôn để cho các bạn hình dung ra được cái cách làm, được chưa? Rồi thì cái cột này ở đây là gì, và cái xanh này là gì, cái đỏ này là gì, được chưa? Thì mình sẽ giải thích luôn cho các bạn. Đầu tiên đây, cái cột phía bên này là tất cả những cái tài khoản mà mình đã áp nó vào trong cái tool này để nó chạy, nó hoạt động cho mình. Cái phần màu xanh ở đây là mình đã bật nó on rồi, là mình muốn cho nó tăng muốn follow nó. Còn những cái này màu đỏ thì nó có hai trường hợp. Một là mình không muốn nó đi follow người khác nữa, bởi vì có thể là nó đang bị chặn follow đi chẳng hạn. Đó, hoặc là đây là tài khoản mới, mình muốn đi follow bằng tay cho nó an toàn. Hoặc cái số 3 đó là cái tài khoản này nó vừa mới bị checkpoint thì sau đó thì nó an toàn á, nó sẽ tự động nó tắt cho chúng ta đi cái này. Thì bây giờ ví dụ như bây giờ mình muốn mở đây thì bây giờ mình bật cái tài khoản này, sau đó mình bấm vào phần đây thì nó tự động nó on lên cho mình, được chưa? Bấm vào refresh thì nó tự động nó on lên. Rồi, là lúc này nó tự động nó chạy cho các bạn nha. Ok chưa? Thì cái tool này nó rất là dễ sử dụng thôi. Sau đó thì mình sẽ đi vào từng tính năng cho các bạn nhìn thấy nhá. Đầu tiên ở đây, các bạn đã nhìn thấy này. Cái phần đầu tiên đó là về hashtag, về phần địa điểm place và phần people. Thì khi mà chúng ta thêm cái chuỗi hashtag ở đây, có nghĩa là bây giờ Sơn đang muốn cái tài khoản này đi follow những người đang sử dụng cái hashtag này, và sau đó nó tự động đi follow random. Nó tự động đi follow random. Vậy thì place ở đây là gì? Tức là một cái địa điểm nha các bạn. Ví dụ như bây giờ các bạn đang muốn chỉ follow những người ở Hoa Kỳ đi chẳng hạn, hay là những cái người mà ở Ấn Độ chẳng hạn, chắc chắn là bây giờ mình không muốn ở Ấn Độ rồi. Những người ở Úc đi chẳng hạn. Đấy thì bây giờ là mình sẽ thêm cái địa điểm nào vào đây. Ví dụ như bây giờ chúng ta gõ vào United States hoặc là Canada đi chẳng hạn, để chúng ta lọc những cái nhóm đối tượng là chỉ ở trong khu vực đó thì chúng ta mới đi follow thôi. Còn nhóm đối tượng khác thì chúng ta không follow, được chưa? Rồi, còn people đây là gì? People đây tức là chúng ta sẽ muốn follow một cái nhóm đích danh của một cái người nào đó. Ví dụ nhá. Nó là sao? Ví dụ như bây giờ Sơn muốn đi follow những người đang follow những cái tài khoản này đi chẳng hạn, đang follow cái tài khoản này của Sơn đi. Đó, bây giờ Sơn tài khoản này mình có 1.000 lượt follow đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ cho nó thêm một cái chức năng nữa, đó là nó sẽ đi follow thêm những người mà đang follow cái tài khoản này. Thì bây giờ được thêm nhá. Thì bây giờ khi mình thêm tất cả cái dãy này ở đây rồi thì nó sẽ ý như sau. Nó sẽ đi follow random những người ở trong cái hashtag này. Và bên cạnh đó nó sẽ đi follow cái tài khoản mà mình vừa mới thêm vào, đó là Powerful Insight 101 ở đây. Nó sẽ tự động random cho chúng ta. Ok chưa? Rồi sau đó thì bây giờ mình kéo xuống dưới này. Đầu tiên đó là phần speed. Speed tức là tốc độ. Đấy, thì bây giờ là Sơn sẽ review từng cái. Auto recommend, có nghĩa là nó đã khuyến nghị chúng ta sử dụng cái tính năng là auto. Nó sẽ tự động nó nhanh hay nó chậm tùy vào tài khoản chúng ta mới hay là cũ. Nếu như bây giờ tài khoản cũ nó tự động nó tăng nhanh lên, tài khoản mới thì nó tự động nó chạy chậm xuống. Very slow, tức là ví dụ bây giờ tài khoản mới đi, các bạn đã không muốn sử dụng tính năng auto mà các bạn muốn sử dụng tính năng thực sự an toàn, thì chúng ta chọn tính năng là very slow hoặc là slow tùy bạn nha. Thì cái này các bạn sẽ phải test đối với tài khoản của riêng bạn. Ok. Còn nếu như bây giờ tài khoản của bạn bắt đầu đã sử dụng được lâu rồi thì các bạn có thể sử dụng tính năng từ medium trở lên, rồi sang fast, rồi very fast. Đối với tài khoản ví dụ lâu đời thì Sơn có thể là chạy tẹt ga luôn, mình chơi very fast luôn, chẳng vấn đề gì hết các bạn. Ok chưa? Thì bây giờ mình á, tài khoản này là mới chẳng hạn, thì mình sử dụng là auto. Sau đó này, cái mặc định ở cái chỗ này nó là off nha các bạn. Có nghĩa là bây giờ nó sẽ
cái này là no private profile, tức là những cái tài khoản mà tài khoản private á, là có là tài khoản cá nhân hóa, các bạn nó phải được người ta đồng ý thì nó mới đi follow. Thì bây giờ là mình nó sẽ không có đi follow những tài khoản này, và mình bấm cái này là on, ok cho các bạn. Gender tức là giới tính, nam hay nữ hoặc là cả hai, nhưng bây giờ mình chọn là cả hai luôn. Còn là ở đây là has profile picture, có nghĩa là có avatar, có một tài, có cái hình avatar đây, có hình avatar đó. Thì bây giờ mình cứ chọn này là on, mặc định nó là off nha các bạn. Off có nghĩa là có avatar hay không có avatar thì nó cũng đi follow. Ở đây là mình on, nó sẽ là người thật. Rồi tiếp theo là blacklist. Blacklist ở đây có thể là chúng ta sẽ chặn đi một số cái từ mà chúng ta không muốn, ví dụ từ khóa nó liên quan về về vũ khí hay là về hack hay là về 18 cộng chẳng hạn, mình không muốn đi follow những người đó, thì bây giờ là mình sẽ thêm những từ khóa này vào. Ở đây thì mình tạm thời mình bỏ trống. Tiếp theo, đây là một tính năng nữa này, có nghĩa là like follow, tức là sau khi nó đi follow một người nào đó rồi thì nó sẽ tự động nó đi like cái bài viết của cái người đó luôn, được chưa? Ví dụ nhá, bây giờ nó tự động đi follow cái thằng này rồi, đúng không? Nó tự động đi follow thằng này rồi. Sau đó nó sẽ random nó like một cái bài post bất kỳ, nó like một bài post bất kỳ ở trong tài khoản này của nó, để sẽ tạo được cái là tạo được cái sự thiện cảm với cái tài khoản đó chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ ở đây là chúng ta có thể chọn là được like được 1, 2 hay là 3 bài gần nhất, hoặc là 3 bài random. Nếu như bây giờ chúng ta chọn vào cái phần random like count đấy, thì đây là các bạn nó có thể chọn on để nó sẽ chạy. Còn nếu như ở đây Sơn chọn off thì nó không chạy, được chưa? Tùy các bạn nha, được chưa? Rồi tiếp theo này, ở đây nó sẽ lọc ra cái đầu tiên là media min amount, tức là cái tài khoản này có phải tối thiểu có được bao nhiêu bài post lên rồi đó. Thì ví dụ như bây giờ là chúng ta sẽ lọc ra những cái tài khoản nào là tài khoản mới tạo và không có làm gì hết, thì bây giờ là Sơn đặt cái này là 3 bài post đi chẳng hạn, tức là ông nào phải có ít nhất 3 bài post trên cái trang cá nhân của ông rồi thì tôi mới đi follow ông, còn không thì thôi, được không? Tôi sẽ bỏ qua. Còn ở bên tay phải này, has post within last xx day, tức là trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là trong khoảng 10 ngày gần đây nhất ông phải đăng bài rồi, thôi tôi mới đi follow ông. Còn nếu như mà từ ngày số 10 trở đi mà ông không có đăng bất kỳ một bài nào hết thì tôi không có follow bài của ông, được chưa? Thì cái này nó ý là như vậy nhá. Rồi tiếp theo này, follower min amount, follower tức là cái người theo dõi này, cái người theo dõi. Thì bây giờ là tối thiểu ông phải có 50 người theo dõi thì tôi mới đi follow ông chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ mình bật này là 50. Còn nó follower max amount tức là ví dụ như bây giờ mình chặn này là 2000 đi chẳng hạn. Thì bây giờ này, nếu như ông có trên 2000 lượt follower thì tôi sẽ không follow ông. Rồi ok nhá, dễ hiểu chưa? Rồi following ở đây, đây là những cái người mà chúng ta đang theo dõi. Hay là còn gọi là những cái người mà cái đối thủ, cái người mà chúng ta muốn đi follow á, họ đang theo dõi. Ví dụ nhá, mình sẽ là muốn là cái người này phải là đang đi theo dõi 50 người khác và họ sẽ chỉ đi theo dõi giới hạn là 2000 người thôi, trên 2000 người tôi không chơi, được chưa? Rồi tiếp theo này, ở đây là cái sự chính xác. Đó, nó bấm vào đây thì nó sẽ ra là 25%, 50%, 75% hay 100%. 100% tức là đúng tuyệt đối luôn, đúng tuyệt đối. Còn nếu như bây giờ mình chọn là 50% thì nó là cái tỷ lệ, cái khả năng nó đúng, nó chỉ là một phần ở đó tương đối thôi. Đó, có nghĩa là mình lọc ở những cái đoạn này này, lọc ở đoạn này này thì nó rất là tương đối thôi, chứ nó không phải là tuyệt đối. Thì nếu như bây giờ mình để tuyệt đối rồi thì nó, ví dụ như bây giờ mình để một cái mảng rất là rộng đi thì không sao, nhưng nếu như bây giờ mình đưa ra những cái tiêu chí phía trên này nó ít quá thì chắc chắn rằng nó sẽ hết cái người mà chúng ta follow, được chưa? Rồi thì bây giờ mình để này là 50%. Cái này rất quan trọng nha các bạn, đó là nó sẽ nghỉ vào cái khung giờ nào. Nó giống như một con người vậy đó các bạn, chắc chắn là con người, người ta không thể nào mà cứ đi follow 24/24 tiếng được, đúng không các bạn? Đó, mà sẽ phải có một cái thời gian nghỉ giữa chừng. Thì đây là mình sẽ lựa chọn là nó sẽ đi nghỉ vào thời gian là khoảng 23:30 cho đến 7 giờ sáng, thì sau đó từ 7 giờ sáng trở đi nó mới hoạt động tiếp, và đến khi 23:30 đây thì nó sẽ nghỉ, cái khung giờ đó nó nghỉ, nó đi ngủ, nó không có làm bất kỳ việc gì hết. Thì các bạn cần phải có cái yếu tố này, chứ nếu như bây giờ bạn cho nó để chạy ngày đêm rồi thì chắc chắn tài khoản bạn bị chặn tính năng là chuyện rất bình thường nhá, được chưa? Rồi thế bây giờ giả sử đi, bạn làm những cái gì mà Sơn đang hướng dẫn mà giả sử nó bị chặn tính năng thì nó có rất là n cái yếu tố, thì bây giờ mình không có nói yếu tố ở đây đó. Thì nếu như giả sử nó bị chặn, bạn hãy thử tính cách khác,
thử đi follow bằng máy tính, thử đi follow bằng điện thoại di động. Sau đó tài khoản mà các bạn mà nó đã được tạo lâu rồi đó thì các bạn đi follow thoải mái, nó không vấn đề gì hết, ok chưa các bạn? Nó chỉ là vấn đề là tài khoản mới thôi. Rồi đó, thì đầu tiên mình đã review cho các bạn là tính năng auto follow, khá là mất thời gian đúng không nào? Nhưng ở đây là mình muốn hướng dẫn chi tiết từng chút một, từng bước một, step by step, để các bạn có thể là coi và làm được, được chưa? Rồi các bạn đồng ý nhớ ủng hộ mình một like nhá, ủng hộ một like, bấm một nút đăng ký subscribe kênh YouTube ở phía bên dưới này này đó, đừng quên bấm vào hình quả chuông. Và đây là mình nói thêm với các bạn này, bây giờ nhá, các bạn thường hay hỏi mình những câu hỏi mà đa phần là những cái câu hỏi của bạn á, thì mình đã giải đáp hết tất cả trên kênh YouTube của mình có sẵn rồi. Thì bây giờ đầu tiên này, các bạn search cái từ khóa là Sơn PS, rồi sau đó các bạn đã bấm một phần là video ở đây. Thì trong cái phần này nó có rất là nhiều những video rồi đó, và rất là nhiều những cái câu giải đáp mà chắc chắn rằng bạn sẽ gặp vấn đề. Thì làm ơn hãy giúp Sơn coi lại những cái video trước đi đó, thì đầu tiên bạn sẽ vững được về kiến thức, bạn sẽ không gặp cái lỗi sai. Cái thứ hai là bạn sẽ có cái câu trả lời ngay trong cái video rồi, được chưa? Rồi, hoặc là các bạn bấm một phần ở danh sách phát đây này, những cái video bài học Sơn đều đưa nó trên danh sách phát và mình đưa nó thành những cái album để các bạn có thể dễ tìm hiểu, dễ coi nó dễ hơn, được chưa? Đó thì mình đã làm rất là khoa học rồi đó nhá. Hoặc bên cạnh đó thì bạn có thể tham gia vào cái nhóm này này, trở thành chiến binh affiliate marketer. Đó, thì Sơn có để lại cái đường link phía bên dưới video này, các bạn có thể tìm ở phía bên dưới nhé. Thì các bạn tham gia vào trong group này thì một là các bạn sẽ được giao lưu với rất là nhiều anh em học viên ở trong này đó, thì ở đây là cái group cộng đồng miễn phí, không phải group trả phí nha, group trả phí là group khác, được chưa? Group này là group miễn phí, các bạn có thể tham gia vào, được giao lưu, được học hỏi, được lâu lâu Sơn cử thông tin mới ở trong này đó để các bạn có thể cập nhật, hoặc là lâu lâu mình sẽ gửi cái phần quà tặng ở đây, hoặc là những cái update mới ở đây thì mình sẽ gửi vào trong nhóm trước nhá. Ok rồi, các bạn cầm bấm vào tham gia để sau đó Sơn sẽ duyệt cho các bạn tham gia vào nhá. Thì đó, thì mình đã nói sơ qua một chút để các bạn có thể hình dung được. Tiếp theo này, tính năng auto follow, unfollow thì không cần phải nói rồi. Sau đó là tính năng auto like. Auto like thì cơ bản nó cũng sẽ giống như là auto follow, nó giống như nhau, được chưa? Nhưng ở đây là mình chỉ cho các bạn một cái mẹo là các bạn không phải thêm từng cái hashtag giống như trước đây nữa, nó sẽ lưu hết ở đây rồi, nó lưu hết ở đây rồi. Thì ví dụ như bây giờ mình đã thêm một cái bộ này vào đi thì mình chỉ cần bấm vào import thôi, là nó sẽ tự động thêm cho chúng ta, được chưa các bạn? Đó, các bạn nhớ là vừa nãy các bạn nó phải bấm vào sale nha, thì nó mới lưu lại cho chúng ta nha các bạn. Sau đó là nó sẽ tự động nó chạy cho mình. Rồi, thì nó cũng tương tự như phần auto follow thôi nhưng nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nó sẽ có ba cái, một là hashtag, hai là địa điểm và ba là mình muốn like bài viết cụ thể của một cái trang nào đấy. Đồ tốc độ đây là tự động cực kỳ chậm, chậm bình thường, nhanh và cực kỳ nhanh. Đó. Sau đó thì cái phần này là phần nó nghỉ ban đêm hay người gọi là sleeping night. Đó, thì sau đó chúng ta lựa chọn và chúng ta save lại nha các bạn, save lại để nó lưu lại nha các bạn. Rồi, ok. Thì cái phần này nó auto like thì nó đơn giản hơn tần phần auto follow rồi. Tiếp theo này. Đó là auto comment. Thì auto comment đây thì tạm thời mình chưa sử dụng cái tính năng này. Đó, bởi vì mình muốn là trải nghiệm hết tất cả những cái tính năng kia đi cho nó thực sự tốt đi, thì chắc là mình sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video review sau nhé, để các bạn có thể là sử dụng thêm một cái tính năng là auto comment, và có một tính năng ở nữa là đây này, đó là auto lên lịch để đăng bài. Đó, auto lên lịch đăng bài đối với những bài post mà bạn muốn đăng lên chủ động. Tiếp theo này đó là auto DM, thì ở đây là mình tạm thời mình cũng chưa sử dụng luôn, nhưng mình nói mà các bạn đây là hai vũ khí bí mật luôn để các bạn có thể dễ được ra sale nhất, cực kỳ dễ ra sale nếu như các bạn sử dụng tối đa hết hai cái tính năng này. Thì mình nói với các bạn, ngay cả khi tài khoản bạn là mới hoàn toàn, tài khoản các bạn 200 follow, 500 follow, các bạn vẫn có ra sale được bình thường nhá. Đó, bạn đã nghiên cứu được hai tính năng này đi. Rồi, mình sẽ qua cái tính năng cuối này, đó là auto repost. Auto repost đây thì dễ đơn giản lắm, dễ sử dụng lắm. Ví dụ như bây giờ là mình sẽ lựa chọn ra những cái tài khoản mẫu có sẵn rồi, và những cái tài khoản này là những cái tài khoản rất là hot, đăng bài rất là hay. Đó, thì bây giờ thay vì mình phải lên trên cái tài khoản đối thủ, sau đó thì mình copy bài của họ về, sau đó mình đăng ngược lại lên, thì cái này mình không cần, mình chỉ cần thêm vào khoảng 5 kênh hoặc 10 kênh mà đăng bài chất, được chưa? Thì sau đó thì mình thêm một cái phần people đây này, thêm phần people đây, sau đó nó tự động nó đi đăng bài lên cho mình. Thì đây là cái tài khoản nhá, này đây là những cái bài post nó tự động nó gấp lên cho mình này, các bạn thấy tương tác tốt không? Đây tài khoản này là khoảng 1.000 lượt follow và đây nó tự động nó đi post bài, mà mặc dù những tài khoản này là mình nghỉ chơi với nó cũng khá là lâu rồi. Sau đó thì bây giờ mình đang lấy cái tài khoản này ra để mình review cho anh em học viên
nên đó, mình lấy cái tài khoản này ra để mình làm đó, thì nó tự động nó cứ post lên cho mình thôi đó. Ở đây này mình thêm cho các bạn nhé, mình chỉ cho cái này cho các bạn nhé, tức là cái phần này phía bên dưới này là sao, nó sẽ thêm một vài những cái từ khóa nữa vào, nó thêm một vài những cái từ khóa nó vào. Ở đây tự nhiên nó dịch có tiếng Việt các bạn ơi, sorry nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dịch cho các bạn tiếng Anh nhé. Dịch cho bằng tiếng Anh lại nhé, tự nhiên nó dịch ra tiếng Việt, đây nó sai một cái. Cái này mình có cho đồng đội của mình nó làm nên nó nhiều khi các bạn nó làm các bạn nó tự nhiên các bạn nó dịch qua tiếng tiếng Việt mà các bạn không biết đó. Mặc định của nó sẽ là cái này thôi, nó chỉ có mỗi một cái caption này thôi. Như mình thêm cái đoạn này vào, ví dụ là follow me, sau đó mình thêm cái từ a còng này vào, thêm từ a còng này vào rồi sau đó là mình nói người ta là say yes. Ui, cái này là dịch ra sai bét nhà rồi, thì bây giờ mình lấy ra một cái đúng luôn. Các bạn lưu ý là tất cả những cái từ này các bạn hãy lưu lại hết để sau này các bạn có thể lấy ra bất kỳ lúc nào. Rồi, thay yes if you believe in yourself, rope team or double tap if you agree. Đó, sau đó mới tới các caption. Nên khi mà các bạn đã thao tác ở trên máy tính thì các bạn thấy cái caption này đầu tiên, đúng không nào? Các bạn sẽ thấy cái caption này đầu tiên, nhưng mình sẽ thêm cái đoạn này vào để mình kêu gọi người ta follow mình trước đã. Sau đó là bấm yes nếu như họ đồng ý. Đó, sau đó thì bấm vào like bài post này của mình. Sau đó mới tới là cái phần caption. Thì caption đây là bạn có thể hiểu nghĩa đây này. Organic caption tức là cái người mà chúng ta report bài của họ đó, thì họ đăng cái bài gì, nội dung làm sao thì chúng ta copy y chang như của họ. Đó, nhưng trước khi mà tới cái phần copy y chang của họ thì nó phải trải qua cái này trước đã. Bạn hình dung được chưa? Cái này rất là đơn giản nhá. Sau đó thì ví dụ như bây giờ mình muốn cái tài khoản của mình an toàn và nó được sống bền đi, thì mình phải thêm cái đoạn này vào này, ví dụ là clear by hai chấm. Sau đó là tới cái phần nó là mình đã thêm một cái phần này username vào. Username đây là mình phải hiểu đó là media owner username, tức là cái nội dung đó là của thuộc quyền sở hữu của cái tài khoản này. Thì nó sẽ ví dụ nhá, nó sẽ report cái bài viết của cái ông Paul Full Insight này. Ví dụ thay vì bình thường các bạn đã phải là đi viết là tôi đã copy bài viết của ông này đi, thì khi các bạn viết là clear by sau đó là username có hai chữ ngoặc kép này này, thì nó sẽ tự động nó ghi cái tên của cái người mà chúng ta đã đi report lại vào, được chưa? Sau đó các bạn bấm vào save. Ở đây giới thiệu các bạn thêm một tí này, cái phần tốc độ thì chúng ta hiểu rồi này, phần remove after tức là cái bài viết này sẽ được xóa đi sau bao nhiêu thời gian, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 6 ngày, 7 ngày, đó, ok. Các bạn đã nắm rõ chưa nào? Ôi, cái video này mình đã review rất là dài để các bạn tới điểm hiện tại là 30 phút rồi. Ồ, nên thực sự mình rất là tâm huyết, mình đã hướng dẫn và mình chia sẻ tận tình cho các bạn rồi đó. Nếu các bạn đã thấy nó tuyệt vời thì đừng quên bấm một nút like và hãy chia sẻ video này. Chia sẻ video này lên Facebook hoặc là hãy giới thiệu cho những người khác để có thể là họ cùng vào tham dự học cái chương trình này cùng với chúng ta nhé các bạn. Rồi, ok. Phần auto report ở đây. Rồi, bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn có thể lên nhóm để các bạn có thể đặt câu hỏi thêm nhé các bạn. Tiếp theo là cái tính năng auto report. Auto report thì nó cũng khá là hay rồi. Ở đây thì mình đang để cái chức năng là nó tự động, và mình cũng là cho nó ngủ thời gian là 23:30 cho tới 7 giờ sáng, mình set vào đó. Thì khi mà các bạn bấm một phần là active log ở đây này, thì các bạn sẽ nhìn thấy này, nó sẽ tự động nó đi xem cái story của người khác, cái nào nó báo lỗi á, thì nó rất thông minh nhá. Khi nào mà nó đang bị lỗi đi hoặc là nó bị chặn tính năng đi, thì nó sẽ tự động nó nghỉ cho chúng ta khoảng 4 tiếng, sau đó nó mới đi nó follow tiếp hoặc đi like bài post tiếp hoặc là đi coi story tiếp, chứ không phải là tự nhiên nó cứ đi live đùng 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 ngay cả khi bị chặn đâu nha các bạn. Đó, nó rất là thông minh. Thì ví dụ như bây giờ thời gian mình đang quay là thời gian ban đêm nên nó đang ngủ đây, thì khoảng 3 tiếng nữa nó mới chạy tiếp. Đó, thì khi mà sử dụng cái tính năng này thì cũng đơn giản, các bạn bấm phần setting, sau đó là mình chỉ cần bật lên thôi là xe nó lại thôi là xong. Ok. Rồi, tiếp theo là những cái phần ở phía bên dưới thì không quá quan trọng lắm, thì các bạn tự động các bạn tìm hiểu nó thêm. Có một phần chú ý ở cuối cái video này, đó là lâu lâu các bạn nó vào, các bạn bật hết tất cả những cái tag lên, thì các bạn thấy cái tài khoản nào á mà nó bị đóng đi chẳng hạn, tức là
có thể là nó sẽ checkpoint do bạn đã thoát ra thoát vô quá nhiều, hoặc là do các bạn sử dụng trên nhiều thiết bị cùng một lúc thì nó sẽ checkpoint yêu cầu các bạn cần phải nhập số điện thoại vào để nó xác minh xem rằng có chính phải là bạn đã đăng nhập cái đó hay không thôi, được chưa? Còn nếu mà nói bạn nuôi một cách an toàn thì sẽ không bao giờ bị chết tài khoản, được chưa? Rồi, trường hợp bị chết tài khoản là quá hy hữu. Thì nếu như bây giờ các bạn bị chết tài khoản đi thì sau này mình sẽ làm một cái video nữa, đó là làm thế nào để các bạn có thể gửi kháng nghị để các bạn có thể cứu cái tài khoản nó về ngay cả khi nó đã bị Instagram nó bảo là cái tài khoản này bị khóa vĩnh viễn đi chẳng hạn, thì vẫn có cách để lấy nó về nha các bạn. Ok rồi, thì các bạn thấy cái video này có giá trị, có ý nghĩa, đừng quên bấm một nút like video và đăng ký kênh YouTube Sơn PS nha. Nhớ bấm vào nút hình quả chuông đây nha các bạn, để các bạn có thể được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và hãy ủng hộ Sơn PS để Sơn nhanh chóng lên được 100.000 lượt follow và nhận được nút bạc nha các bạn. Hãy giúp Sơn nhận được nút bạc, các bạn hãy giúp Sơn chia sẻ cái này, hãy giúp Sơn chia sẻ cho nhiều người bạn của bạn để họ biết tới kênh YouTube của Sơn PS nha. Thì trong thời gian tới Sơn sẽ chia sẻ rất là nhiều về kiếm tiền online, kiếm tiền trên mạng, kiếm tiền tại nhà hay là kiếm tiền trên YouTube thêm nữa để ủng hộ để phục vụ các bạn nha. Đó, và cũng các bạn cũng có thể follow trên Facebook cá nhân của Sơn là Nguyễn Tùng Sơn ở đây. Rồi, video này nói quá dài rồi. Ui, rất là mệt, rất là khát nước rồi. Nhưng ở đây là mình rất là khao khát cái việc là mình giúp cho các bạn làm được kết quả. Nên nếu như bây giờ các bạn ra được sale, đừng quên hãy đăng vào trong nhóm, khoe cho mọi người và để cho mọi người có cái tinh thần, có động lực để các bạn không? Đó, thì chắc chắn rằng các bạn làm đúng, đủ, đều thì các bạn sẽ ra được kết quả và thành quả thôi. Đó, và Sơn sẽ chúc cho các bạn nhanh chóng ra được những kết quả như mà mình mong muốn. Đó, và thành công rực rỡ và luôn luôn có sale nha các bạn. Ok, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.